Chị kính xin chào 500 anh em đang xem video nhé. Không biết là mèo Simi và Sammy Đào có gì thú vị mà các bạn bình luận quá trời quá đất yêu cầu chị làm về hai YouTuber này nè. Nhưng mà chỉ cần bạn thích và like video nhiệt tình, chị sẽ sẵn sàng chiều lòng các bạn nha. Nào nào, like video và bắt đầu ngay nhé. Câu 1, đâu là Sammy Đào? Chị em sinh đôi nên đảm bảo nhiều bạn không thể nhận ra giữa vô vàn mèo Simi thì lại có một Sammy Đào ở đây nè. Haha, bạn nào tìm ra thì đúng là cao thủ tinh mắt đấy. Like video nếu bạn đã trả lời đúng và sang ngay câu hỏi tiếp theo để xem bạn có đủ bản lĩnh làm cao thủ giải đố nữa không nhá. Chị Sammy Đào rồi, giờ thì thử tìm chị mèo Simi nha. Trả lời được câu 1 nhưng chắc gì đã trả lời được câu 2. Đây nha, chị mèo Simi ở đây nè. Có bạn nào tinh mắt tìm được chị Simi và Sammy ở cả hai câu không nhỉ? Khá đó nha mấy bà già. Nhưng mà qua câu 3 đi, bạn chưa chắc đã vượt qua đâu nhé. Có bạn nào trả lời Simi là chị và Sammy là em ấy nhỉ? Bậy rồi đó bà, sự thật thì chỉ có một và chị mèo Simi là em, còn chị Sammy Đào là chị. Câu hỏi này quá dễ, ai mà trả lời sai thì quê lắm nha. Sammy Đào thuộc cung hoàng đạo nào? Song tử hay song ngư? Fan của Hero Team mà lại không biết mèo Simi và Sammy Đào thuộc cung song ngư á? Thế là fan nửa mùa rồi, trừ fan kim cương thì ai mà chẳng biết. Chị mèo Simi và Sammy Đào sinh ngày mùng 4 tháng 3 và thuộc cung song ngư. Mà không chỉ có chị Simi và Sammy thuộc cung song ngư đâu nha, Hero Team còn có hai thành viên nữa cũng thuộc cung song ngư đấy. Bạn đoán đó là ai? Anh Vịt, anh Chiron, chị Camui hay anh Phong Cận? Ngoài hai chị thì anh Mr. Vịt và anh Phong Cận cũng thuộc cung song ngư các bạn ạ. Vậy là Hero Team có tới 4 thành viên thuộc cung song ngư. Đây là cung hoàng đạo chân thành, cởi mở, biết lắng nghe, có tấm lòng nhân hậu, luôn giúp đỡ những người bất hạnh nghèo khó. Tuy nhiên, song ngư cũng rất dễ bị tổn thương, tự ái bởi sự phản bội và những góp ý gắt gao. Thế còn bạn thì sao? Bạn thuộc cung hoàng đạo nào? Hãy bình luận tên cung hoàng đạo của bạn xuống phía dưới video để chị nói lên tính cách của bạn nhé. Câu 6, ai cũng biết chị mèo Simi là người đầu tiên làm YouTube trong Hero Team. Nhưng bạn có biết chị ấy đã làm YouTube từ năm bao nhiêu tuổi không nhỉ? 14 tuổi, 15 tuổi hay 16 tuổi? Năm 2015, mèo Simi bắt đầu mày mò và sản xuất ra những video về tựa game Minecraft. Thật may mắn là khi đó video của mèo Simi đã được khán giả đón nhận và ủng hộ nhiệt tình. Thế là sự nghiệp YouTube đã bám lấy mèo Simi. Sau này, chính chị mèo cũng là người đưa chị Sammy Đào đến với nghề YouTube đấy. Cơ mà
chị đố bạn, chị Mèo Simi và Sami Đào, ai không học đại học? Bạn chọn đáp án là gì nhỉ? Trừ đáp án của chị là cả hai nhé. Chị Mèo Simi và Sami Đào đều không đi học đại học. Sau khi học xong cấp 3, chị Mèo Simi đã thuyết phục bố mẹ cho hai chị em được theo đuổi nghề YouTube. Tuy không hài lòng, nhưng bố mẹ của hai chị vẫn tôn trọng quyết định của hai con. Rất tuyệt vời đúng không nào? Ai cũng biết, người yêu của chị Mèo Simi là anh Kyron, còn người yêu của chị Sami Đào là anh Phong Cận. Nhưng chưa chắc bạn đã biết, hai cặp đôi này thì cặp đôi nào yêu nhau trước đâu? Có biết chị Mèo Simi và anh Kyron vừa tổ chức ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau không nhỉ? Và cũng nhờ có anh Kyron mà chị Sami Đào với anh Phong Cận mới có cơ hội gặp và yêu nhau đấy. Ngoài ra thì anh Mr. Vịt cũng là một nhân tố bí ẩn đẩy thuyền cho cặp đôi Phong Cận Sami Đào nè. Hero team quá là cụt tè các bạn nhỉ? Lại trong nhau một từ nhớ, để gặp lại mình bất ngờ. Ngắm cuộc qua chiều đông mà lòng trắng mơ. Và có đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ. Câu 9, đố bạn, anh Phong Cận và anh Kyron, ai là người lái máy bay? Bí mật nè, anh Kyron chính là một dân chơi lái máy bay chính hiệu đấy nhé. Vì anh ấy sinh năm 2003, còn chị Simi thì sinh năm 2001 mà. Chị Mèo Simi hơn anh Kyron tới 2 tuổi lận. Nhưng mà gái hơn 2, trai hơn 1 vẫn rất ư là đẹp đôi nha mấy ông bà già ơi. Xin tự giới thiệu, tôi chị là Simi. Để tôi học bác là một bác của chị. Mà những cái hồ có hạ mình thì để bác trong sống của Kyron tí. Câu 10, tuy là hai chị em sinh đôi, nhưng bạn có biết chị Simi và Sami Đào ai là người cao hơn không nhỉ? Chỉ có bạn nào là fan cứng của chị em Simi và Sami mới biết ai là người cao hơn mà thôi. Bạn nào biết thì bình luận đi nha. Còn bạn nào không biết thì like video. Video này đủ 500 like, chị sẽ công khai chiều cao của các thành viên trong Hero Team xuống dưới phần bình luận nhé. Nhanh tay like ngay để qua câu tiếp theo nào. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Nói một chút về tuổi thơ của Hero Team, bạn có biết gia đình của Sami, Simi và Phong Cận, gia đình của ai đã từng bị phá sản hay không? Bạn có biết trước đây gia đình của anh Phong Cận cũng rất giàu có, nhưng không may, gia đình của anh ấy lại bị phá sản ngay từ khi anh ấy còn đi học. Gia đình lao đao, khó khăn đã giúp cho anh Phong trưởng thành hơn và quyết tâm trở thành một YouTuber. Hiện anh ấy đã rất thành công và có thể lo cho gia đình rồi đấy. Câu 12. Hiện tại, ba mẹ của chị Mèo Simi đang làm nghề gì bạn nhỉ? Trời, hiện bố mẹ của chị Sami và Simi đang bán cà phê ở thành phố Huế đấy nhé. Sau khi chị Mèo và chị Sami thành công trên con đường sự nghiệp YouTube thì hai chị đã mở ngay một quán cà phê trên phố Huế cho ba mẹ rồi nè. Hai chị quả là người con có hiếu đúng không các bạn? Mà bạn ơi, bạn có biết chị Mèo Simi và Sami Đào ai đã từng bị phát hiện khối u nguy hiểm ở đâu không nhỉ? Mèo Simi phát hiện có khối u ở đâu trong một lần đi khám sức khỏe tổng quát. Bố của chị Mèo Simi đã rất lo lắng vì đây là một khối u rất lớn khoảng 17cm và đã tồn tại khoảng 3 năm. Lúc này bố của chị Simi chỉ biết giao phó con gái của mình cho một người. Bạn có biết bố của chị Simi đã giao phó tính mạng của chị Simi cho ai không? Anh Kyron hay anh Mr. Beat?
tình hình nguy hiểm của con gái, bố của chị mèo Simi đã quyết định giao phó con gái của mình cho anh Mr. Vịt. Bác ấy nói với anh Vịt rằng, chú đặt cái mạng con gái chú vào tay con, nếu nó qua khỏi, con như khai sinh ra nó lần thứ hai. Uầy, chắc hẳn là chị mèo Simi đã được bố lo lắng và thương hơn một chút so với chị Sammy khi phát hiện ra khối u nguy hiểm này, đúng không các bạn? Câu 15. Nhưng mà bây giờ thì chị mèo Simi đã phẫu thuật thành công rồi các bạn ạ. Chúc mừng chị mèo Simi nha. Vậy thì chúng mình hãy cùng xem đâu là video mới nhất trên TikTok của chị mèo Simi nhé. Chị mèo Simi đu trend không trượt phát nào. Hai trend hot nhất top top, Wednesday và Made You Look. Chị ý cũng đu cả luôn. Và video trend Made You Look chính là video mới nhất của chị mèo Simi nha. Câu 16. Thế còn video này thì chị Sammy và Simi đang đu trend nào ấy nhỉ? Nhạc 1. Hay là nhạc 3. Bạn đoán là nhạc nào? Chứ đáp án của chị là nhạc 3 nha. Hot trend anh chưa biết em, hai chị đu cũng đỉnh đấy chứ. Bây giờ nói là anh đang buồn, anh không muốn yêu một ai. Yeah, 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 anh chơi với em. Bây giờ nói anh thấy cuộc sống này toàn là sai. Nope, anh sẽ thấy nó đúng một khi mà anh biết. Câu 17, chị Sammy và chị Simi, ai đang đu trên hạ cánh nhỉ? Thấy các bạn comment nhiệt tình là Sammy đào rồi, chính xác nhà mấy bà già ơi. Người giàu hơn thì hãy comment xuống phía dưới video nhé. Video này đủ 500 like, chị sẽ bật mí về mức độ giàu có của anh Phong Cận, chị Mèo Semi và các anh chị trong Hero Team. Nhanh tay bình luận và like ngay video nào các bạn ơi. Đêm nay.